Lát nữa làm hai món rau xào, các cậu chú ý quan sát, học được bao nhiêu á là tùy ở các cậu rồi. Cô à, đao pháp của cô đúng là thần kỳ đó. Mắt của em nhìn không có kịp luôn chứ đừng nói là làm. Biết khi nào em mới luyện được trình độ như cô đây. Không không, cô của chúng ta đâu chỉ giỏi cầm dao. Khi đứng trước bếp lò phát huy tài nghệ, phải nói là càng siêu hơn. Cô à, cá sốt Tây Hồ của cô em đã được thấy rồi, đó là cực phẩm đó. Được rồi, thôi được rồi, hai đứa định bợ này. Mở miệng ra toàn là câu định bợ, nghe tới nổi nổi hết da gà luôn rồi. Dạ. Cái miệng ngọt hơn cũng vô dụng, tay làm việc vẫn phải linh hoạt, hiểu chưa? Luyện cầm dao, luyện cầm muỗng đi. Còn không mau đi luyện đi. Dạ sư phụ. Dạ. Được rồi, anh Hoàng. Không nhịn được rồi sao? Có chuyện gì á, cứ nói ra đi ha. Tôi đây đều có thể thỏa mãn được, anh. Được. Cô nói chuyện vẫn là kiểu cách như vậy, dễ khiến người ta có sự liên tưởng đó. Nói chuyện là gì? Tôi có một người anh em tốt, có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, tính cách cũng rất tốt nữa. Vậy hả? Đầu bếp Quang tới vừa đúng lúc. Anh em của tôi tên là Bạch Chí Dũng. Chào cô. Độc thân, tạm thời là ăn không ngồi rồi. Không phải là không tìm được việc làm, là anh ấy không muốn tìm việc làm, muốn thư thái một thời gian. Đàn em khóa dưới một mình chính là nữ hoàng của giới đầu bếp chúng tôi, cũng là quý tộc độc thân. À, tốt, tốt, nữ hoàng tốt, quý tộc tốt. Đâu có, anh Hằng á quá khách sáo rồi, chỉ biết xào mấy món sở trường thôi. Trưa nay anh đừng về nữa, cứ ở lại đây ăn cơm đi. Được thôi, dù gì tôi cũng ăn không ngồi rồi. Sao đây, đích thân nấu nướng sao? Chắc chắn rồi. À, anh Bạch à, tôi nấu mấy món cho anh nha. Cũng xem như quà gặp mặt lần đầu của tôi tặng cho anh Bạch đây. Anh thử xem tay nghề của tôi thế nào. Tay nghề thế nào hả? Chắc chắn là phải tốt rồi. Anh Hoàng à, có phải anh định nói với tôi, anh định giới thiệu đàn em khóa dưới này cho tôi không? Thân phận ông Mai này của tôi lộ liễu tới vậy sao? Tôi cũng tế nhị mà. Anh vậy còn là tế nhị hay sao hả? Vừa tới là trực tiếp giới thiệu hai chúng tôi đều đang độc thân. Tôi thấy anh chỉ thiếu điều cho tấm bảng trước ngực, trên đó viết hai chữ ông Mai thôi. Hoặc là trên khóe miệng này dán thêm nốt ruồi vào, để người ta liếc mắt nhìn là biết liền khuôn mặt điển hình của ông Mai đó. Anh đừng có kén cá chọn canh nữa. Ê, lần đầu tiên tôi làm mai cho người ta đã cống hiến cho anh rồi. Mai Sử Nam đó anh biết không? Tôi đây là nghĩa hiệp. Vì cô em một mình này rất chất phát, rất dịu dàng, được gọi là tiểu phụng tiên trong giới đầu bếp. Ê, cô ấy còn có tay nghề nấu ăn giỏi đúng không? Người ta mời cô ấy nấu một bàn tiệc riêng ra giá 2000 đó. Không phải là đàn ông mong lấy người phụ nữ vừa dịu dàng vừa giỏi kiếm tiền như vậy về nhà hay sao? Tôi bảo đảm với anh, mỗi ngày đều vui vẻ đi ngủ, tỉnh lại cười hạnh phúc. Khoan khoan khoan, anh để cho tôi ngủ thêm một lát đi. Tôi cảm thấy cô ấy quá nhiệt tình, kiểu nhiệt tình như là lửa cháy đó. Không chỉ nói chuyện có ý móc câu, cả ánh mắt cũng có móc câu, nhìn tôi chăm chăm, nóng bỏng. Ê, em có biết là anh Hoàng giới thiệu một cô gái cho Bạch Chí Dũng, họ đang vui vẻ hẹn gặp mặt rồi. Hey, em biết rồi, anh Hoàng gọi điện thoại cho em rồi. Bây giờ em làm cố vấn cuộc sống của Hoàng Cửu Hằng đó. Hey, chị nói xem, anh Bạch chẳng phải anh ấy nói không hẹn hò sao? Không phải anh ấy muốn duy trì cuộc sống độc thân tới cùng luôn sao? Đừng bao giờ tin lời đảm bảo kiểu đó của đàn ông, họ chỉ nói bừa thôi. Lời họ nói ra và suy nghĩ trong lòng đều không giống nhau. Bạch Chí Dũng thân thể và tâm lý rất khỏe mạnh. Một người đàn ông 40 tuổi nhiệt tình như lửa bỏng phải nhịn lâu như vậy, sao có thể không khác giọng người khác giới? Vậy em hãy phân tích thử xem, anh Bạch và cô ấy thành đôi không? Em nghe nói chị ấy là một đầu bếp nổi tiếng. Thông thường đầu bếp đều khá là chất phác, nhiệt tình. Chuyện này thì khá phù hợp với yêu cầu của anh Bạch, vì anh ấy chê vợ cũ Cảnh Nhã là người quá mạnh mẽ rồi. Nếu nói theo cách của anh Bạch, chính là quá kiểu cách giả thanh cao. Còn nữa, quan trọng phải xem thái độ của cô ấy như thế nào. Bạch Chí Dũng dù gì cũng đang thất nghiệp. Nếu như cô ấy chịu hẹn hò với một người không thu nhập như Bạch Chí Dũng, chứng tỏ cô ấy chắc chắn là lương thiện. Em cảm thấy rất có khả năng.
Dù gì vẻ ngoài như anh Bạch vẫn có được phần lớn chị em phụ nữ trưởng thành yêu thích mà, đúng không? Vậy hả? Không phải sao? Chị còn nhỏ. Màu sắc, bài trí, hương vị không tệ. Bạch Chí Dũng, anh thấy thế nào hả? Tôi hả? Tôi không biết đánh giá đâu. Tôi chỉ cảm thấy thật sự rất ngon đó. Anh Bạch à, chừng nào anh có thời gian rảnh á, tôi với anh trao đổi về thưởng thức món ăn. Tôi nói cho anh biết, món ăn có đẹp hay không á, quyết định là có ngon hay không. Với món ăn nhìn có vẻ rất ngon, khi hít một hơi vào còn khiến người ta chảy nước miếng. Đây chính là... Có phải tôi nói quá nhiều rồi không? Giống như đang dạy học vậy. Anh Bạch chắc là anh biết thưởng thức món ăn chứ hả? Xin lỗi cô nha, cô đừng có gọi tôi là anh Bạch nữa mà. Không cần phải lịch sự như vậy đâu. Gọi Bạch Chí Dũng được rồi, hoặc là gọi Chí Dũng ha, như vậy tự nhiên hơn. Nè, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau đi, rồi quét mã quay xin gì đó luôn. Sau này nếu như cô ra món ăn gì mới, nhớ là hẹn Bạch Chí Dũng tới cùng thưởng thức món ăn. Anh Dũng, em gọi anh Dũng nha. 157 157 17777, số của em. Anh lưu đi. À được, được rồi. Khi nào anh thấy buồn chán á, cứ gọi điện cho em. Em hiểu biết khá rộng, sở thích cũng nhiều. Anh thích làm gì á, cũng có thể làm cùng anh. Em mở máy 24 giờ liên tục, còn là một nữ tài xế đáng tin. Gọi là tới ngay, quét đi. Thế đừng vội, đừng vội. Em biết là anh muốn vội gặp mặt em. Anh nhìn xem, trán anh đầy mồ hôi kia kìa. Chuyện là Mục Bình à, quả thật là tôi không muốn gặp cô. Là cô gọi điện thoại hẹn tôi ra ngoài đây trước, có đúng không? Thật ra là có chuyện gì nói trong điện thoại không được sao? Thì anh Hoàng kêu em dạy anh thưởng thức món ăn mà. Trong điện thoại làm sao thưởng thức, phải gặp trực tiếp mới được. Nói chuyện chơi, tay nắm tay chỉ dạy, mặt đối mặt mới thử được. Nào ngồi xuống đi. Hả? Ở ngay quảng trường này mặt đối mặt thưởng thức sao? Món ăn có sẵn rồi, mở ra là ăn ngay được thôi. Đừng mà, đừng mà. Ở đây ăn thật sao hả? Lãng mạn biết bao. Lãng mạn? Hơi ngốc thì đúng hơn đó. Ồ, anh không quen đúng không? Anh không có quen vậy. Ê, hay là như vậy đi, tới nhà em. Nhà em rộng lắm, em đảm bảo là anh thưởng thức vô cùng thoải mái. Em còn có thể có thêm vài món nóng hổi nữa. Ê, biểu cảm của anh vậy là sao? Sợ cái gì chứ, làm như là ngại ngùng lắm vậy. Anh sao vậy, sợ em thưởng thức anh như món ăn hả? Đi thôi. Đừng. Vậy hay là bây giờ tới nhà tôi ngồi thì hơn đó. Nhà tôi cũng rất rộng rãi nữa. Được thôi, qua nhà anh nha. La la la, la 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 la. Anh Dũng, nhà anh nó có dầu ô liu không vậy? Anh nhớ giúp em nha. Ngày mai lúc em lại tới chơi, đây một chai dầu ô liu Malaga của Tây Ban Nha tới. Dầu đó trộn với rau ăn thơm lắm. Ê, chưa thắp nến nữa kìa. Anh hãy mau thắp nến lên đi. Một bình à, cho tôi hỏi, nhất định phải thắp nến này lên sao? Anh Hoàng có kể là mấy anh á thích uống bia này, nên là em cố tình đem tới. Bia này làm từ lúa mạch thượng hạng, làm dậy vị ngọt của món ăn, rất phù hợp với bàn ăn này. Hải sản. Nến này nhất định phải thắp, không thắp nến sẽ không có không khí, không có không khí là không thưởng thức được hương vị món ăn. Ngoan. La la la, la 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 la. Trời, anh Dũng, nhà mình chỉ có một cái tủ lạnh thôi hả? Một cái tủ lạnh á chắc chắn là không đủ. Chiều ngày mai em cùng anh đi mua một cái nữa nha. Một bình nè, cô làm ơn đừng mở miệng ra là nhà mình, nhà mình có được không vậy hả? Chúng ta chưa phải là người một nhà đâu. Hả? Cô dùng giọng điệu tình cảm thân thiết, cứ như khẳng định chắc chắn là nhà mình, quả thật là hơi kỳ cục đó. À, được rồi, được rồi, nhà anh, nhà anh. Một bình à, cô đừng làm nữa mà. Cô xem, thêm món ăn này nữa đã là 7 món rồi.
chúng ta ăn không hết đâu. Tôi gọi đàn anh của cô và một người bạn khác của tôi tới đây, chúng ta cùng thưởng thức nha. Hey, vậy không được đâu, kêu thêm mấy người khác nữa thì ngượng ngùng lắm đó, làm hỏng không khí. Được rồi, vậy thì không gọi nữa. Cô làm đi, tôi đi rửa tay đã. Được rồi, em đợi anh nha. Anh Hoàng à, chưa ăn cơm có đúng vậy không? Nếu chưa ăn thì tới nhà tôi ngay đi. Nhà tôi có rất nhiều món ngon đó, người đẹp giai nhân. Qua đây cùng thưởng thức đi hả? Thôi đi, đàn em lớp dưới mới gửi tin nhắn cho tôi rồi, nói hai người trao đổi rất hòa hợp mà, rất vui vẻ, đang rất hạnh phúc, còn đem tới 6 món ăn, nên hai người cứ việc mở lòng tìm hiểu nhau, hưởng thụ thời gian ấm áp hạnh phúc này đi. Tôi không ngốc tới mức làm kỳ đà cản mũi hai người đâu. À phải rồi anh Bạch à, đừng chỉ lo ăn thôi nha, nhớ thưởng thức người nữa đó. Anh đúng là lưu manh đó. Đừng nói nhảm nữa. Anh Lam đang ở chung chỗ anh hả? Ờ. Chiều anh ấy nghe điện thoại đi. Alo. À, anh Lam à, chắc chắn là hai anh chưa ăn gì có đúng không? Hai anh mau qua đây đi, qua nhà tôi cùng thưởng thức luôn đi. Chưa ăn cũng không ăn với hai người. Lát nữa tôi với anh Hoàng đi quán Lề Đường thưởng thức đó. Tối nay anh với nữ hoàng đầu bếp ở nhà cùng với nhau qua một đêm vui, không thể cản trở hai người được đâu ha. Anh đây không phải là người không biết điều vậy. Anh Lam à, tôi cầu xin anh đó, cô gái này có hơi lớn ác, áp bức người khác, còn tình ý triền miên nữa, làm tôi quá ngượng luôn đó. Không phải anh có câu danh ngôn hay sao, không trải qua ngượng ngùng sao có được thư thái. Cúp đây, nè, anh Dũng, cố lên nha. Đừng đừng, sao vậy chứ? Cục cưng ơi, anh rửa tay sạch chưa? Anh rửa mấy lần vậy? Em nói anh biết, giữa các kẻ ngón tay phải ra sức rửa sạch. Rửa rồi, cũng ra sức rồi. Còn nữa, cô đừng gọi tôi là cục cưng nữa mà, tôi không phải là con của cô đâu. Nghịch ngợm, cản lý. Ê, làm cái gì vậy? Không muốn nhận điện thoại của Một Bình sao? Chẳng những không nhận, còn tắt máy kìa. Cô Một Bình này mấy hôm nay không cho tôi được nghỉ ngày nào hết, không cho tôi được yên ngày nào hết, sắp thành quấy rối luôn rồi. Tôi thật không chịu nổi nữa. Ngày ngày nấu cả bàn ăn, kêu tôi thưởng thức, còn bắt tôi phải ghi chép lại nữa. Hôm nay lại chạy qua nhà tôi, lại nấu cả bàn ăn cho tôi. Lúc tôi còn chưa thức dậy luôn đó, tôi sắp bị quấy rầy tới điên luôn rồi. Mọi người có biết không hả? Trời ơi anh Bạch à, tôi ngưỡng mộ anh chết được đó. Anh thấy đó, tôi với Hiểu Âu đang hẹn hò tới giai đoạn cuồng nhiệt rồi, cô ấy cũng chưa tặng tôi món ăn gì, rất ngưỡng mộ anh luôn. Anh biến đi. Được được được, ngày mai em khua chiên đánh trống, đem món ăn qua nhà tặng anh được anh chứ? Anh đang nói giỡn với anh ấy mà. Mau 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 đem tặng đi. Thôi thôi được rồi, mau đi chứ. Bộ anh có sức hút lắm hay sao vậy? Tại sao tôi lại không nhìn ra ha? Tôi cũng ngưỡng mộ, còn ghen tị nữa đó. Chuyện này cũng tại anh hết đó. Còn ngưỡng mộ ghen tị, tôi đang kinh ngạc kìa. Anh nghĩ xem, chúng tôi mới biết nhau mấy ngày, ngày nào coi cũng tới nhà tôi, đúng là không biết lạ là gì hết, đúng là không thích hợp chút nào hết. Điều mà tôi ngạc nhiên nữa là Bạch Chí Dũng ưu tú tới mức đó sao? Mặt mày cao có, hai mắt mở trừng trừng, tiểu mỹ cảnh nhã, lần lượt đều cho anh ấy tiền. Đàn em của anh Hoàng thì đắm đuối si mê anh ấy. Ở trên thế gian này lẽ nào không còn đàn ông khác nữa hay sao? Đều ở bên trong này, cứ vào đi. Anh có bạn sắp tới đây sao? Không phải là cái chị Một Bình đó chứ? Anh Dũng, anh Hoàng. Đây là... Khỏi giới thiệu, tôi biết rồi, là bạn của anh Dũng đúng không? Mọi người cũng biết tôi chứ, tôi là bạn gái của anh Dũng nè, tôi là Một Bình. Chào anh. Chào cô. Chào cô. Hân hạnh được gặp. Anh Dũng, tối nay khách sạn của em có một buổi tiệc tất niên của công ty, em phải bận chuẩn bị buổi tiệc nữa. Em muốn làm phiền anh một chút, chăm sóc Tiểu Vũ giúp em buổi chiều nha. Phải rồi, giới thiệu với mọi người nha, soái ca nhỏ này chính là con trai của tôi, tên là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ,
Con hãy chào hỏi cô chú đi. Con chào chú, con chào dì. Chào con. Chào con. Trong số những người này, con có nhận ra ai là ba Dũng của con không? Chào ba Dũng. Ôi trời ơi. Ồ, cậu bé này thông minh quá rồi. Vừa nhìn là nhận ra được người một nhà với Bạch Chí Dũng luôn rồi. Đúng là kỳ diệu thiệt đó. Tôi chưa có nói gì hết luôn á. Tôi chỉ nói trong đám người ở đây, người đẹp trai nhất, có khí chất nhất, nhìn có vẻ tri thức nhất chính là ba Dũng của nó. Đồng nghĩa chúng tôi đều không đẹp trai, đều không có tri thức. Mẹ không gạt con chứ. Anh Dũng, anh xem anh với thằng bé có duyên biết bao. Chắc chắn là anh á thích nó thôi. Em giao nó lại cho anh nha. Em nói anh biết, nếu mà nó không nghe lời anh nói, đánh nó, chửi nó đều được hết. Con trai trong nhà mà. Vậy mẹ đi nha cục cưng. Ngoan ngoan nha con. Mẹ thương ha. Ngoan ngoãn đó nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tiểu Vũ à, qua bên chỗ của anh đi. Mẹ con kêu con gọi bác là bác Hoàng. Mẹ con còn nói kêu con đi theo ba Chí Dũng, còn kêu ba Chí Dũng ôm con nữa. Ôi trời ơi. Ê, ba Chí Dũng hả? Ba Chí Dũng ơi, Ngớ là làm cái gì vậy hả? Mau ôm đi, trải nghiệm cuộc sống trước đi nè. Được rồi anh Lam, anh đừng có trêu chọc nữa. Anh Bạch, anh cũng đừng ngớ ra nữa. Mau đưa thằng bé đi chơi đi. Con cầm điện thoại này qua bên kia ngồi học thơ đường đi. Đi mau. Nhìn thấy chưa hả? Nhìn thấy chưa hả? Đúng là có tướng cha con mà. Im miệng đi. Còn nói nữa. Nói nữa. Nói nữa. Nói nữa. Nói nữa. Nói nữa tôi sẽ tự sát đó. Ba người chăm sóc thằng bé này đi. Ngày mai đem di động về cho tôi. Ba Chí Dũng của con đi rồi. Mau đuổi theo đi. Đuổi theo đi. Mau đuổi theo đi. Ba Chí Dũng. Anh Hoàng. Anh Lam. Mau 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 mau. Ôi trời. Không phải anh chỉ đi chơi với thằng bé thôi sao? Sao cứ như là mới từ chiến trường Syria trở về vậy? Anh Dũng à. Thôi đi. Còn kêu tôi anh Dũng nữa, chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ đó. Ba anh Dũng được rồi ha. Được rồi, anh Bạch. Anh à, cậu con trai Tiểu Vũ của anh được bạn gái của anh đón đi rồi đúng không? Kể chúng tôi nghe đi, anh đưa thằng bé đi chơi ở đâu rồi hả? Hai người có biết thằng bé đó giỏi quậy cỡ nào không hả? Giỏi phá cỡ nào không hả? Đôi mắt nhỏ đó cứ chớp chớp liên tục gian ngày thôi. Từ khu vui chơi trong nhà đến khu vui chơi bên ngoài, từ xe điện đụng tới chơi trò hải tặc, làm cho tôi suýt nữa là bị ói luôn rồi. Lục phủ ngũ tạng này sắp nhào thành một khối rồi. Rất bình thường mà. Tôi biết được là thằng bé Tiểu Vũ này ha, hiếu động hoạt bát. Hơi thường xuyên quậy cho nhà bếp chúng tôi thành mớ bồng bông. Có một lần tự cầm dao thái thịt băm trên khung cửa gỗ. Tôi hoàn toàn tưởng tượng ra được thằng bé đó chắc chắn là con ruột của mẹ nó. Cả cái tánh gặp người lạ cứ như là gặp người thân ở trong nhà mình vậy, giống y hệt như là mẹ của nó vậy. Rất tốt mà. Ê, tôi cảm thấy cậu với đàn em lớp sau thì rất hợp đó. Thật đó, nếu như mà thành thật, có vợ kèm luôn một đứa con, mua một tặng một, trực tiếp làm ba, đỡ phải vất vả sinh, tốt biết bao. Thôi đi, ai cần làm ba kiểu này chứ. Hai mẹ con này hay rồi. Một người tình cảm thấm thiết, xài vào lòng tôi. Một người vui vẻ hoạt bát không lạ người. Sau này không hành hạ tôi chết mới lạ đó. Xin ăn mà còn chê bánh bao dơ đó. Táo miễn phí còn chê hột bự. Ai ăn xin chứ, còn mua một tặng một. Hoàng Cửu Hằng, có phải anh cố tình làm vậy không hả? Hả? Hùa theo suối bậy cái gì chứ? Tôi với cô một bình này, hai chúng tôi không hợp nhau đâu. Hợp nhau được sao hả? Ê, anh Dũng mà, anh không hiểu rồi. Anh đúng là không hiểu phụ nữ thật rồi đó. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Cứ như là anh hiểu phụ nữ vậy đó. Phụ nữ chia làm rất nhiều loại. Phụ nữ cấp 1, quán xuyến việc nhà. Phụ nữ cấp 2, lớn tiếng cãi giả. Cấp 3 chính là phụ nữ ăn hiếp đàn ông. Cô em một mình của tôi, dịu dàng hiền thục quán xuyến việc nhà. Vậy chắc chắn là cực phẩm trong phụ nữ cấp 1 đó. Nói năng lung tung cái gì vậy chứ? Như cô ta, dai như đĩa, gặp đâu là sáp đó. Nói câu nào là tôi thấy nổi da gà câu đó luôn đó. Đúng là có hơi nhiệt tình thật đó. Tôi cảm thấy cũng có thể hiểu được mà. Chứng tỏ người ta quan tâm anh rồi. Đúng rồi. Tôi cho rằng người phụ nữ có nghĩ tới anh mới là cấp 1.
Thôi dẹp đi, tôi không muốn thử tiếp nữa đâu. Mau đặt dấu chấm hết đi. Trời, cuối cùng anh cũng tới rồi. Em đã gọi xe taxi luôn rồi. Từ đây tới trạm xe lửa phải mất 20 phút. Cơm trưa em cũng ăn luôn rồi. Phần của anh á, em đã gói đem về. Lương chiên giòn thơm ngon, hành xào thịt thăn, cải cay lạng luộc, hai lạng cơm gạo lứt. Có điều á, chỉ là phải cực cho anh. Lên xe lửa rồi ăn nha. Khoan đã, đợi một lát đã. Có chuyện gì vậy chứ? Tôi còn chưa đứng vững đã kêu tôi đi rồi. Ra trạm xe lửa làm cái gì vậy? Cô muốn đi đâu hả? Không phải em muốn đi đâu, là hai chúng ta phải đi cùng nhau. Em đã mua vé xe lửa luôn rồi. Đi chiều sáng quê em đó, về thăm ba mẹ em. Xe lửa nửa tiếng là tới thôi. Bất ngờ chứ? Tôi không bất ngờ. Là tôi kinh ngạc đó. Cô không nói tôi tiếng nào hết, đã mua vé xe lửa luôn rồi, còn hấp tấp nóng vội đưa tôi về quê gặp ba mẹ cô nữa. Chuyện này cô cũng phải bàn bạc với tôi trước chứ. Cô muốn làm chuyện gì vậy chứ? Tạo phản sao? Bắt cóc sao hả? Anh thấy ngượng rồi đúng không? Không sao đâu, ba mẹ em có ăn thịt anh đâu. Đi thôi, không kịp rồi. Khoan đã, nói rõ ràng rồi hãy đi. Trước tiên, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để cho ba mẹ cô biết chuyện. Đột nhiên tôi xuất hiện trước mặt ba mẹ cô, cô giới thiệu với họ thế nào đây hả? Thứ hai, bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ rõ ràng quan hệ giữa chúng ta phát triển ra sao. Việc này cần phải có quá trình nữa chứ. Quá trình đúng không? Đơn giản thôi. Anh với em là nam nữ độc thân. Em tới trước mặt ba mẹ em cứ trực tiếp giới thiệu. Đây là bạn trai của con, không phải được rồi sao? Sao gọi là trực tiếp vậy hả? Chuyện như vậy trực tiếp được sao? Mục Bình à, tôi mới ly hôn, vừa mới cổ vũ bản thân đi tìm hiểu hẹn hò bạn gái mới. Cũng phải cho tôi suy nghĩ thấu đáo chứ. Cũng phải cho tôi cùng với bạn bè thân thiết bàn bạc kỹ lưỡng nữa chứ. Anh Dũng, anh ly hôn cũng đừng tự ti chứ. Em đâu có chê bai anh đâu. Chưa kể là chắc chắn là anh không biết, bây giờ là đàn ông từng có vợ càng cuốn hút. Còn chuyện anh không muốn đi làm, không hề gì. Không đi làm thì không đi làm thôi. Em có tiền em nuôi anh. Cô chẳng những dịu dàng mà còn hào sảng nữa đó. Là lúc chúng ta buộc phải hào sảng rồi đó. Không thể che đậy giấu giếm nữa. Thật sự xin lỗi, quả thật tôi không thể đi với cô được. Mong là cô có thể hiểu được cho tôi, được không? Vậy anh không đi, em, chúng ta sao đây hả? Em phải dùng thân phận gì tiếp tục tiếp xúc với anh đây? Ôi trời ơi, bây giờ chuyện của chúng ta đã tới lúc bắt buộc lập tức hiện tại phải giải quyết ngay đi. Chuyện này cũng chưa tới giai đoạn bắt buộc phải giải quyết chứ. Đây cũng không phải vấn đề buộc phải giải quyết gì hết. Bởi vì tôi cảm thấy quan hệ của hai chúng ta vốn không phải là quan hệ nam nữ yêu đương. Cô nghe không hiểu sao? Mục Bình à, cô quá nhiệt tình rồi. Nhiệt tình tới có hơi quá đáng rồi. Còn rất bám dính nữa. Cô khiến cho tôi cũng không biết phải làm sao để từ chối mỗi lần cô nói là hẹn hò đó. Nói thẳng ra, cô không thể xem là bạn gái của tôi được đâu. Vấn đề là em cảm thấy anh chính là bạn trai của em mà. Nè, đợi em với. Nè, anh Dũng, anh nói với em đi, sao gọi là chưa chuẩn bị xong chứ? Nè, cuộc sống đâu phải là nấu ăn đâu. Cứ phải chuẩn bị sao cũ, chuẩn bị hương liệu mới xào nấu được, không có đâu. Anh Dũng, tôi cảm thấy vấn đề là nằm ở món ăn này. Tôi cảm thấy cô xem tôi như là một dĩa rau. Căn cứ tiêu chuẩn ban đầu cô nói, cầm dao sắc, cho vào nồi, đảo qua đảo lại, dầu sôi sùng sục, chiên xào hấp chưng, rồi thưởng thức, rồi thấy nghiện, rồi nhận được niềm vui. Đúng, lúc chúng ta mới biết nhau là bắt đầu từ thưởng thức món ăn, cho nên không có cơ sở. Nhưng cô em ngọt ngào, cô nhớ kỹ, tôi không phải là dĩa rau, tôi là con người đó. Anh à, em sai rồi. Anh không thích ngọt vậy, em sẽ hầm lạc chút. Em không xem anh là dĩa rau nữa, anh xem em là dĩa rau đi. Xin lỗi cô nha, tôi không muốn ăn rau đâu, tôi muốn ăn mì thôi. Vậy được thôi, mì kéo, mì thịt, mì sắc sợi, tùy anh lựa chọn mà, em đều làm hết. Bây giờ tôi muốn tuyệt thực luôn đó.
không tùy cả đời được đâu. Đứng lại. Ai trời, tôi ra ngoài dẫn đoàn mấy ngày về, anh đã xảy ra nhiều chuyện lớn vậy rồi. Giờ xem như tôi đã hiểu rồi ha. Anh với cô đầu bếp một bình đó hoàn toàn không đồng điệu, cảm giác không đồng nhất. Anh thì muốn bước đầu tiếp xúc, dò xét tìm hiểu, còn người ta muốn lao thẳng về đích, lập tức tới nơi. Ê, sao anh không nói rõ ràng với người ta trước hả? Ai không nói rõ ràng với cô ta hả? Ai dò xét tìm hiểu chứ? Là Hoàng Cửu Hằng khăng khăng muốn trói buộc tôi với cô em một bình gặp nhau. Cuối cùng cô ta lại một lòng một dạ xem tôi là bạn trai cô ấy. Loại người này rõ ràng là vọng tưởng rồi mà. Tiểu Mỹ, anh Dũng nói, Chí Dũng nói rất là đúng đó. Cô em khóa dưới của tôi quả thật là thuộc kiểu người nghe không hiểu người ta đang nói những chuyện gì. Hơn nữa còn dễ phấn khởi. Hễ phấn khởi là đi tắt, hễ đi tắt là tưởng bản thân cô ấy đã nghe hiểu tất cả rồi, còn muốn tốc thành ép buộc người ta chấp hành theo suy nghĩ của mình nữa. Anh phân tích thấu đáo đó. Nếu như anh đã biết cô ta là loại người như vậy, tại sao anh lại giới thiệu cho Bạch Chí Dũng như vậy chứ? Còn nữa Bạch Chí Dũng, tại sao anh lại hẹn hò với người như vậy hả? Anh nói là anh Hoàng trói buộc anh đi gặp cô đầu bếp đó, nhưng mà anh hẹn người ta về nhà của anh thắp nến thưởng thức món ăn. Có chuyện này không? Tôi không bị đặt chứ hả? Còn gì mà cả người và món ăn thưởng thức một lượt. Thưởng thức cái quái gì chứ? Thưởng thức ra chuyện rồi ha. Anh Hoàng à, anh nhìn thấy chưa? Phản ứng của Tiểu Mỹ sau khi biết chuyện này còn mãnh liệt hơn nhiều so với tôi tưởng tượng nữa. Làm thì ngu. Nhưng mà trong thời khắc nguy nan này, anh làm ơn đừng có nói thêm nói bớt, thêm dầu vào lửa nữa. Đúng đó. Giang Tiểu Mỹ à, bây giờ thì xem ra cô em này của tôi quả thật không hợp với anh Bạch rồi. Như vậy đi anh Bạch à, nếu anh muốn từ chối cô ấy, chia tay cô ấy, không cần phải nể mặt tôi. Nếu như bây giờ gượng ép bên nhau, sau này sẽ có rất nhiều rắc rối nữa. Chia tay? Chia tay cái gì đấy chứ? Hai chúng tôi còn chưa nắm tay lần nào hết, nói gì tới chuyện chia tay? Còn nói chuyện rắc rối sau này làm gì? Bây giờ chính là chuyện rắc rối rồi. Tôi nói anh biết, anh Hoàng, không phải tôi nói cô một bình này là không tốt, là hai chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau, không hợp được. Còn nếu tiếp tục tiến tới, không chỉ tôi mệt, tôi thở không ra hơi, tâm trạng hoảng hốt, cũng làm cho người ta lỡ dở thôi. Cô một bình này còn là người phụ nữ độc thân, còn phải nuôi đứa con, thật không dễ dàng gì. Tại sao anh không tìm một người thích kiểu người có tính cách giống như là cô ấy? Hai người sẽ hợp tính bên nhau vui biết là bao. Được rồi, được rồi, chuyện tôi với cô ấy chúng ta không bàn bạc nữa. Hai chúng tôi bắt buộc phải tạm biệt, không gặp lại nhau nữa. Cô thấy như thế nào? Có nên gặp lại không? Đây không phải chuyện của tôi đâu. Tới liền đi. Cô lại tới nữa sao? Nói hai câu thôi, nói xong em sẽ đi. Em không đồng ý chia tay với anh đâu. Anh nói mấy lý do chia tay đó để có thể giải quyết được mà. Anh nói em chủ động, anh nói em quá nhiệt tình. Em sửa thôi, con người em vốn rất đa dạng mà. Anh chưa thấy dáng vẻ yên tĩnh nhẹ nhàng hiền lành thục nữ của em mà. Em có con nhỏ, anh cảm thấy không vấn đề gì. Vậy hai chúng ta hoàn toàn không có chướng ngại. Anh nói anh cần có thời gian, em cho anh thời gian được rồi. Còn nữa, nếu có chuyện gì anh đừng nói qua Hoàng Cửu Hằng, cứ nói thẳng với em đi. Thôi rồi, bám chặt anh rồi. Mọi lý do anh muốn chia tay đó đều phản bác lại hết rồi, đều giải quyết rồi. Hơi da, hình như là tạm thời chưa chia tay được đâu. Cô thấy sao? Rắc rối thật đó. Lý do mà anh đòi chia tay đều rất thẳng thắn rồi. Hơn nữa lại là nói thật lòng, không có vòng vo giấu giếm, cũng không nói nhẹ nhàng uyển chuyển. Đúng vậy đó. Cô em một bình này đúng là rầu chết đi được mà, sao nghe vẫn không hiểu được chứ? Cô ấy là như vậy đó, không chịu nghe và hiểu là tôi đang muốn nói chuyện gì. Tôi nói với cô ấy vô cùng chi tiết, vô cùng rõ ràng. Cô ta cũng rất nghiêm túc, mở to mắt nghe, còn liên tục gật đầu. Nhưng sau đó thì sao? Cô ta vẫn làm theo tư duy của mình. Anh nói người như vậy là quá cố chấp, hay là đầu óc có vấn đề gì đây? Hay là cố tình làm vậy hả? Cố tình thì không tới nổi, cô ấy rất ngốc. Cô thấy thế nào?
Tiểu Mỹ, không ngờ có người vậy thật ha. Tôi từng nghe nói có loại người chỉ sống trong thế giới mà mình tưởng tượng ra thôi. Lần này lại để Bạch Chí Dũng gặp được rồi. Người vọng tưởng quá đơn thuần, làm sao đây hả? Đối đãi người như vậy, anh phải tìm cách nói theo cách khác, tìm lý do cụ thể hơn, tinh tế hơn, có sức thuyết phục hơn nữa. Anh cũng nói kiểu cố chấp đó, đập vỡ thế giới cô ấy tưởng tượng ra đó, đúng không Tiểu Mỹ? Sao lại hỏi tôi nữa rồi? Chuyện của anh ấy để anh ấy tự quyết định đi. À phải, anh Bạch à, anh thấy sao? Tôi phải chịu khó suy nghĩ lại đã. Nguyên nhân tôi không muốn tiếp tục tiếp xúc với cô nữa, ngoài mấy nguyên nhân trước đó đã nói, còn có một điều, chủ yếu là sợ tổn thương cô nên tôi đã không nói. Nhưng mà lý do không nói này lại là chủ yếu nhất. Nói đi. Cô nghĩ đi, tôi từng ly hôn, chuyện này cô biết. Nếu như tôi muốn hẹn hò một lần nữa, tôi hy vọng có thể tìm một người trẻ trung hơn cô một chút, bởi vì như vậy mới có cảm giác mới mẻ hơn, mới có sự kích thích hơn. Nói đi. Em đã hiểu rồi. Anh cảm thấy em là miếng đậu hũ cũ. Ôi trời, không ai xem cô là đậu hũ đâu. Tôi chỉ thấy, chỉ là muốn tìm một người trẻ tuổi hơn cô mà thôi. Vậy không phải là chê em già sao? Lưu manh, vô sĩ. Nè 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 nè, lưu manh sao?